Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Miu7 nha. Đã lâu lắm rồi mình không quay trở lại và hôm nay một cái nhân dịp đặc biệt mình sẽ quay trở lại. Hiện tại bây giờ đã là 19:58 ngày 5/7. Đó là chỉ còn 2 phút nữa thôi là MV của Sơn Tùng MTP, một MV đầu tiên của năm 2020 sẽ được ra mắt. Và MV đó có tên là Có Chắc Yêu Là Đây. Chỉ còn 1 phút nữa thôi các bạn ơi là MV sẽ bắt đầu công chiếu, chính thức công chiếu. Và mình sẽ sử dụng tất cả những cái thiết bị gì mình có sẵn để mình cày view cho sếp ha. Và xin lỗi là mình sẽ tạm thời tắt tiếng đi vì lý do bản quyền, mình sẽ sử dụng tai nghe để mình cày view cho sếp. Đầu tiên là mình sử dụng máy tính của mình, máy tính cá nhân của mình để mình cày view ha. Tới đây là một cái máy tính bảng để mình cày view. Ok, mã này mình cũng tắt âm thanh đi. Đó, mình sử dụng tai nghe để mình nghe. Và điện thoại mình cũng xin được tắt âm thanh. Ở đây là tivi, sử dụng tivi để mình cày view cho sếp. Chuyện này cũng là chuyện khá bình thường mỗi khi mà Sơn Tùng MTP ra MV mới ha. Một điều đặc biệt đó là mình năm nay cũng đã gần 40 tuổi rồi mà mình vẫn còn đủ đảm theo các fan của sếp, các Sky để cày view cho sếp, thì đó là một chuyện rất bất bình thường. Nhưng mà thôi, đam mê ha, sở thích ha. Và cái giây phút hồi hộp chờ đợi trong năm 2020 cũng sắp sửa đã tới rồi các bạn ơi. Đó, màn hình đếm ngược chỉ còn 13 giây thôi, MV sẽ chính thức bắt đầu. Wow, mình không để mình lo bấm TV, tới cho mấy bạn ơi. Cái lượt bình luận mà nó nhảy mà không ngừng luôn, nhảy không ngừng luôn nha. Đó, thấy chưa? Mình phải lấy cái tai nghe mình ghim vô cái điện thoại này, giờ mình nghe để mình cảm nhận MV của sếp. Ok nha, mình sẽ nghe tiếp lại một lượt nữa. Lưu ý với các bạn là mình không phải là một người có chuyên môn, cho nên là đây không phải là Justin nha. Đây chỉ là một cái vlog cày view cho sếp thôi. Người gần 40 tuổi rồi nhưng mà rất là hâm mộ sếp, mà mình liên tục cày view cho sếp. Có Chắc Yêu Là Đây, Sơn Tùng MTP nha. Giai điệu rất là ngọt ngào, rất là hay nha. Hay quá mấy bạn ơi, giai điệu rất là hay nha. Có Chắc Yêu Là Đây. Rất tiếc là mình không thể phát nhạc lên đây, các bạn có thể kiếm MV của Sơn Tùng để nghe ha. Tại vì lên đây là nó sẽ bị đánh bản quyền vô cái YouTube của mình, cho nên là không được. Nhưng mà mình đeo tai nghe mình cảm nhận là rất là hay mấy bạn. Có Chắc Yêu Là Cây ơi, say rồi nhé. Có Chắc Yêu Là Đây, Có Chắc Yêu Là Đây. Yeah, yeah. Một bài hát dành cho tất cả những ai đang yêu, chưa yêu và sẽ được yêu. Rất là hay. Ok, và có lẽ đây cũng là một cái video giới thiệu cày view cho Sơn Tùng MTP, một cái MV mới ra duy nhất của năm 2020 của sếp ha. Và mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Và video này mình không có chỉnh sửa, không có thêm thắt gì hết á, mình sẽ upload lên liền. Và cày view thì không có thể dừng lại ở đây được đâu. Một fan chân chính của sếp á, thì từ giờ tới khuya mình sẽ sử dụng hết tất cả các thiết bị này, bao gồm TV, màn hình máy tính, điện thoại và máy tính bảng, tablet ha, những thiết bị mình có trong nhà. Thậm chí mình kêu gọi bạn bè của mình luôn để mình cày view cho sếp ha. Là một fan chân chính của sếp, một Sky chân chính của sếp, thì từ giờ tới khuya, thậm chí ngày mai ngày kia mình vẫn còn cày. Nhưng mà video mình không thể quay từ giờ tới ngày kia ngày mai, và thậm chí ngày thời lượng rất là dài, cho nên mình xin được kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Và các bạn đừng quên cày view cho sếp giùm mình ha. I love you, say oh yeah, bye bye.